cam ngọt lắm. Huyền mua nhiều vào, chị bán rẻ cho. Ngày mai chị nghỉ đi ăn đám cưới. Lúc nào chị chả nói thế, cuối cùng vẫn bán đắt đi cái chợ này. Chị hỏi thật này, mày với cả thằng Đông con nhà ông Trọng ấy là thế nào? Tại sao chị hỏi thế? Nó ấy, có phải là bố của cà rốt thật không? Ai nói với chị? Thì cả cái chợ này người ta chả đồn ầm lên ý, là hôm qua ấy, nó lên tận cổng trường nhận cà rốt làm con. Mà này, mày dại lắm, nhà nó giàu thế, sao không bắt nó đền tiền nuôi con mấy năm qua? Đông! Đông ơi! Đông! Dậy chưa con? Ê, anh nhớ. Dạ, bố bảo đây. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã làm kinh động đến quý tử của anh thế? Bố ơi, chuyện nghiêm trọng lắm bố ạ. Đông! Đông ơi! Đông! Ơ, sao đây ạ? Con đã tỉnh ngủ chưa? Dạ. Con nói cho bố biết, con có phải là bố của con gái của chị Đặng Phúc không? Thế nào? Tưởng chuyện gì, có mỗi chuyện đấy thôi mà bố hét loạn cả lên. Con làm bố nó thì sao? Thì sao? Anh quan hệ với nó thế nào? Tại sao có con với nhau rồi mà không về nói với bố với ông một tiếng hả? Mày có con lớn như thế mà mày vẫn chẳng ngoa. Bỏ mặc mẹ con nó ở ngoài, sao mày bạc bẽo thế hả con? Không phải như thế. Ý con không phải là bố kiểu đấy. Con thích Huyền nên con coi cà rốt như con của mình, chứ con có làm cho nó đâu. Con nói gì? Nói lại bố nghe xem nào. Con thích Huyền. Hai chúng con đang tìm hiểu nhau ạ. Đông, con làm sao thế? Bao nhiêu đường quang con không đi, lại quàng vào bụi rậm thế hả con? Đông, tóm lại chuyện này nó là thật hay đùa? Dạ, thật 100% đấy ông ạ. Ông ơi, trời ơi, bẩn. Tỉnh ra chưa? Cái con bé Huyền ấy, nó có quá khứ rất phức tạp. Nó không đủ tư cách bước chân vào ngôi nhà này. Ông cấm. Ơ kìa, ông không cần phải cấm đâu ạ. Toàn bộ chuyện này do cháu ông tự biên tự diễn thôi. Cháu xin phép ạ. Huyền, nghe tôi nói đã. Ôi, nó đánh thằng bé không? Từ giờ tránh xa mẹ con tôi ra. Nó lớn rồi, để chúng nó tự giải quyết.